Tại Việt Nam, nấm trứng gà được tìm thấy ở các vùng đất đỏ Ba Gian màu mỡ khu vực miền Trung Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ. Với mùi vị thơm, ngon, đặc biệt chỉ xuất hiện theo mùa nên nấm trứng gà được lùng mua với giá cao. Nấm trứng gà chỉ xuất hiện vào mùa mưa từ cuối tháng 6 đến hết tháng 7 hàng năm. Đây là loại nấm ngon thường mọc dưới tán cây dầu nên một số địa phương còn gọi là nấm dầu. Đầu mùa nấm này được mua với giá 500.000 đồng 1 kg, nhưng càng vào giữa mùa giá càng rẻ từ 200 đến 350.000 đồng 1 kg. Nấm khi hái về phải được rửa thật sạch đất cát và ngâm qua nước muối, sau đó trần qua nước sôi rồi mới mang đi chế biến. Nấm trứng gà xào tỏi, xào hải sản hoặc nấu cháo thịt băm, cháo gà đều ngon. Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, xuất khẩu gặp khó khiến giá cua biển ở miền Tây giảm gần một nửa so với tháng trước. 10 ngày qua, giá cua biển tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh. Nếu như dịp lễ 30 tháng 4, giá cua gạch loại 400g một con giá 700-800.000 đồng, thì hiện nay chỉ còn 500.000 đồng. Cua thịt tại Cà Mau từ 550.000 đồng 1 kg giảm xuống còn 450.000 đồng. Nay tại Bạc Liêu, giá cua thịt loại 1 kg 4 con giá còn 250-270.000 đồng 1 kg, loại 1 kg 3 con từ 300-320.000 đồng 1 kg. Cua gạch nhỏ 400.000 đồng và gạch lớn thì khoảng 450.000 đồng. Một chủ vựa hải sản ở Sóc Trăng cho biết giá cua biển giảm mạnh do sức mua kém, người dân và quán nhậu sử dụng ít. Dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu cua qua đường tiểu ngạch. Sau khi rời EU, Anh đang trong quá trình thay thế các nhãn chứng chỉ CE theo tiêu chuẩn châu Âu bằng nhãn chứng chỉ UKCA, được sử dụng để chứng nhận về chất lượng, sự phù hợp và tính xác thực của các sản phẩm xây dựng như thép, kính và tấm ốp, được sử dụng cho hàng hóa trong nước. Tuy nhiên, hiện kế hoạch thử nghiệm nhãn UKCA đang bị chậm nhiều so với kế hoạch. Hệ quả là hàng chục nghìn sản phẩm vẫn chưa được chứng nhận, làm tăng nguy cơ tăng giá nguyên liệu và gây ra tình trạng tồn đọng nguồn cung, có thể làm đình trệ lại các dự án xây dựng. Hiện Anh đang thiếu nguồn cung cấp vật liệu xây dựng do nhu cầu cải tạo nhà ngày càng tăng và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch COVID-19. Khoảng 3/4 sản phẩm xây dựng được sử dụng ở Anh được sản xuất trong nước. Các nhà cung cấp châu Âu muốn thâm nhập thị trường Anh có thể sẽ gặp khó khăn do thủ tục hải quan và hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật mới.